Sáng sớm ngày ra mà ngủ chưng thấy dậy con bây giờ mới dậy à? Tôi thật chán khi mà con đứa con dâu như cô đấy. Đấy là tiêu thổ là em đây rất là quý phiền. Chỉ cần người ta đối xử tốt với em một lần em tin liền vào những cái lúc mà em đáng phải vùng lên để em đấu tranh cho bản thân em ấy, thì em lại như thôi. Chào các bạn khán giả của Ai Đến Hôm Nay, chúng ta có một cái hẹn vào thứ 6 tuần này nhé.